mối hàng nha quý vị. Từ bi không kẻ thù, nhưng mà lời thật thì mất lòng. Chuyện nói chuyện bằng từ cái tâm, chứ không có nói bằng cái chính trị gì kia, hay là không có phe phái nào chứ. Có một mình á, mình với cái điện thoại này, với tất cả các chị vị ở trên, Kiệt chỉ có tất cả các chị vị trên với cái điện thoại với mình Kiệt thôi, chứ ngoài thế gian này Kiệt không có ai hết trơn. Cả những làm mấy cái phim ảnh này nè cũng không có người phụ giúp nữa, chỉ có ngoài những đứa hữu duyên á, nó là lấy mấy clip của Kiệt á, bỏ khúc ngắn ngắn á, là tạo phước thì có công đức. Tại vì cũng có những lời Kiệt nói là bề trên nói, nhưng mà khi mà lượt qua Kiệt á cũng nói theo, nhưng mà cái ý chính cũng vẫn là từ ở trên truyền xuống, là con người mình ngay lúc này là ngay lúc cần phải tu tập, phải biết Thượng Đế là ai, biết Phật Mẫu là ai. Mình vẫn học Phật Đại Thừa, nhưng mà mình biết thêm cha thêm mẹ nữa thì mình cọp thêm cánh, mình không có mất cái gì. Còn thằng Tú ngày xưa làm kinh Đại Thừa, làm hư cái nền Phật giáo của nước Việt. Cho nên tất cả các thầy dạy các Phật tử là không tin cha, không tin mẹ, không tin Phật Di Lặc sẽ ra đời trong cái thời đại này. Còn Kiệt hôm nay Kiệt nói Phật Di Lặc sẽ ra đời trong cái thời đại này, sau khi bao nhiêu chuyện đang xảy ra, năm thứ xảy ra Kiệt thường nói đó, thì sắp sửa. Mà Phật tử thì cứ ù lì, không có chịu hiểu, tin thêm đâu có mất. Còn bây giờ không tin mà còn phỉ báng cha mẹ nữa thì cái nghiệp mình nó nặng lắm. Thì mình sẽ lọt sổ, uổng một đời người, uổng mang cái thân người. Con rùa mà nó dưới lòng đáy biển, mà nó lâu lâu 100 năm mới nó trồi lên mặt nước. Ở giữa có cái cây trôi qua, trôi lại giữa dòng sông bốn chiều, mà nó mà đụng cái khúc cây đó, nó còn dễ hơn là làm thân người nữa. Mà hôm nay các Phật tử, các con chiên đã có thân người, đã biết hiểu về tâm linh, hiểu về mình phải đi về xuống đây, cái xác phàm chỉ là phù du đi học rồi đi về, chứ không ai đi học ở rất là lớp. Thì kiểu thấy nó uổng. Ở ngoài kia có bao nhiêu người không có hiểu, người ta chưa có bước vô chùa hay chưa vô nhà thờ, thì mình không trách dạng người đó nha. Còn cái này á, những cái người mà đã vô chùa vô nhà thờ thì hôm nay hiểu Kiệt thêm cái nữa, có phải là trúng số độc đắc không? 6 con luôn á.